Tập 34. Ngươi lập tức phái người đến chợ đen điều tra nguồn gốc của mấy món đồ mồi tán này. Chỉ cần nắm được một chút manh mối sự việc là có thể đưa Yến Tuân vào chỗ chết. Một lần làm không sạch sẽ để lại dấu vết. Tên tiểu tử Yến Tuân này nhanh trí hơn phụ thân hắn nhiều. Lần trước kinh động đến hoàng thượng. Phía Trường An này đừng khinh suất làm sằng, nhưng có thể ra tay từ phía Yên Bắc và Hiền Dương. Thuộc hạ biết rồi. Lão gia, ông mua chuột thương hãng Hiền Dương chi tiêu rất lớn. Đây là sổ sách cả tháng nay, mời ông xem qua. Thực lực của thương hội Hiền Dương lớn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Muốn khiến họ sụp đổ trong một lần, còn phải huy động nhiều tiền bạc hơn nữa. Lão gia, ông nghĩ có nên cần dùng tới tiền thuế của Yến Bắc hay là không? Không được. Không những không được, thiếu hụt trước đó còn phải lập tức bù lại. Nếu như không đủ tiền, sau đó rút thêm một khoản từ các thương hãng. Thời khắc phi thường, không được để người khác nắm phải điểm mưu gây thêm rắc rối. Tiểu nhân hiểu rồi. Các người lui xuống đi. Dạ. 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 Điệp Nhi ở lại. Kêu hắn lui xuống luôn. Thúc phụ, ông ta bị điếc, không nghe thấy gì đâu. Chuyện này ngoài một người sống như con ra, ta không cách nào nói ra được, có biết chưa? Nè, ra ngoài đi. Thúc phụ. Điệp Nhi, bao năm nay thúc phụ đối xử còn thế nào? Thúc phụ nuôi nấng và dỗ hài nhi, ân nặng như núi, giống như cha ruột. Còn đối với rất nhiều chuyện trong nhà con đều thấy chương mặt. Nhưng mà gia tộc gặp nạn không thể không lo. Thúc phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vụ án Hoàng Lăng chẳng phải đã sớm định tội Liễu đại nhân rồi sao? Tham ô tiền tài, kết đàn mưu lợi, thậm chí mưu hoàng bán tước. Những tội danh lớn nhỏ này vẫn chưa đủ để đưa Ngụy gia vào chỗ chết đâu. Môn phiệt trăm năm, trong tay đều sẽ có những thứ không được sạch sẽ. Về điểm này, hoàng thượng hiểu rất rõ ràng. Vậy chúng ta phải làm sao? Ta có một chuyện này đã giấu trong lòng khá lâu. Ý nghĩ sai lầm năm xưa phạm phải lỗi lớn, nay suy nghĩ lại hối hận vô cùng. Cái gì? Thúc phụ, sao thúc lại hồ đồ như vậy? Năm xưa ta cũng vì ý nghĩ sai lầm, cứ tưởng rằng là chuyện không chút sơ hở, vĩnh viễn không lý nào bị người ta phát hiện. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Thúc phụ, trên đời này làm gì có chuyện thật sự không chút sơ hở. Kẻ sạch duy nhất chỉ có lập tức khai quan, lấy ngọc đỉnh ra. Tổ phụ con đã yên nghỉ lâu lắm rồi, sao có thể dễ dàng đào mộ khai quan, quấy nhiễu thanh tịnh của người. Đại nạn sắp ập xuống gia tộc rồi. Bây giờ nếu tổ phụ dưới hoàng tuyền biết chuyện, e là khó mà yên nghỉ. Thật ra còn một cách khác nữa. Chuyện này ngoài hai ta ra còn có một người biết chuyện. Chỉ cần trừ khử hắn, trên đời này không còn ai biết nữa. Là ai? Công bộ thị lang Liễu Thần.
Thế tử điện hạ. Vất vả rồi. Công tử. Liễu thân. Liễu thân không phải đã bị điều về rồi sao? Hắn là người của Ngụy Quan. Lần này Hoàng Lăng xảy ra chuyện, người gánh tội chính là hắn. Việc quan trọng ông vừa mới nói là gì vậy? Vì cách xa quá, tiếng họ nói chuyện lại quá nhỏ, có vài câu không thể nghe rõ, nhưng nhất định là vật rất quan trọng. Bây giờ không quản được nhiều như vậy. Quan trọng nhất là Liễu thân. Trong tay hắn ta đang nắm giữ quân bài quan trọng, có thể đưa Ngụy Quan vào chỗ chết. Người này hiện giờ đang ở đâu? Hắn liên quan tới Hoàng Lăng, hôm qua lại bị bãi quan. Ta đã cho người giám sát hắn rồi. Bây giờ hắn đã thu thập hành lý, chắc là sắp chạy trốn. Liễu gia là đại tộc Tây Nam, nếu để hắn trốn về Tây Nam thì chúng ta không còn cơ hội nữa. Ta đi chặn hắn. Ừ. Không thể để người này chạy mất được. Dạ. Thúc phụ, Diệp Nhi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Mọi chuyện cẩn thận. Xin thúc phụ yên tâm. Các người là ai? Thổ phỉ, cướp giật. Các người là người của Ngụy Quan. Ta nói cho các người biết, gia phụ là Tây Nam Dương Liễu Nghị. Nếu các người cả gan làm tổn hại ta, các người không có kết quả tốt đâu. Hmm.
mấy người, mấy người rốt cuộc là ai? Đừng giết ta, đừng giết ta. Đừng giết ta mà, đừng giết ta mà. Lão huynh, huynh đi đi. Nè, 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 nè. Ông ngoan ngoãn mày, chút đi. Sao các người để hắn đi? Ngươi làm gì vậy? Cô bị thương rồi kìa. Bỏ ta ra, bỏ ra. Đừng có cử động. Ta biết cô đâu, nhưng ta phải băng bó. Ngươi buông ta ra. Không buông. Vũ Văn Nguyên, ngươi trở nên mặt dày như vậy từ lúc nào hả? Ta luôn như vậy mà, cô mới biết hay sao? Ta đếm tới 3, ngươi lập tức buông ta ra. Cô có đếm đến 100 thì cũng vậy thôi. Hắn nói đúng, sắp xong rồi. Chúng ta mau lên đường đi. Đại Cát Đại Lợi. Trời ơi, Đại Cát Đại Lợi, Đại Cát Đại Lợi, Đại Cát Đại Lợi. Chúng ta mau khởi hành đi. Chúng ta mau. Ê, ngươi làm gì vậy? Ta thấy hắn quá phiền. Nếu cô cũng phiền, ta sẽ cho hai người nghỉ chung một chỗ đó. Người này ta phải đưa về. Cô cũng biết, hắn chỉ có đi với ta thì mới hợp lý nhất. Tại sao ngươi đưa hắn đi mới là hợp lý nhất? Hoàng thượng phái ngươi tới sao? Phật gỗ không phải các cô trộm từ trong Hoàng Lăng ra hay sao? Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của các cô. Còn có điều gì muốn hỏi hay không? Nếu như ngươi đã biết hết mọi chuyện, sao không vạch trần bọn ta? Vì cô đó. Ta biết rồi. E là ngươi cũng muốn nhân cơ hội này trừ khử Ngụy Quan, phải không? Nếu như nói đến chuyện này có thể khiến cho cô vui lòng, ta sẽ trò chuyện với cô một chút. Là chuyện lúc nào vậy? Đã vào thành rồi. Lúc này có lẽ đã đến cổng hoàng cung rồi. Ngươi nhìn kỹ chứ, Liễu Thân thật sự ở trong đó sao? Hoàn toàn chính xác. Quý phi tỷ tỷ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện của Ngụy đại nhân? Nghe nói là sẽ xử trảm cả nhà. Lần này cử ưu đài chắc náo nhiệt lắm. Không được vô lễ. Văn Sang, câm miệng. Dạ. Mời nương nương đứng dậy. Khẩu dụ của hoàng thượng kêu người hồi cung. Lão nô theo bên cạnh hoàng thượng bao nhiêu năm nay, tâm tư của người cũng hiểu được đôi chút. Người vẫn có tình cảm với nương nương đó, sợ nương nương tổn thương tới sức khỏe, nhưng lại không tiện gặp nương nương. Chuyện đến nước này không thể cứu vãn được nữa. Đúng vậy nương nương, người hãy quan tâm đến sức khỏe của mình. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Làm phiền đại giám mang châu hoa này giao cho hoàng thượng. Đây là vào sinh thần đầu tiên sau khi ta vào cung, được hoàng thượng ban tặng.
Nương nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ giao đến tay. Thúc phụ, Ngụy mộ tuổi đã cao, không thể tiếp tục dốc sức vì thánh thượng. Người nào làm người đó chịu, không liên quan đến người khác của Ngụy gia. Ngụy đại nhân, ông đem tất cả mọi chuyện ôm hết vào người mình. Nước cờ thí soái giữ tốt này, ông nhận thấy hoàng thượng có tin hay không? Ngụy thư diệp, huynh phải cùng ta đi diện thánh tố giác Ngụy đại nhân. Chuyện này chỉ có làm như vậy thì Ngụy gia mới không đi đến mức xử trảm cả nhà. Xin nhận một lệ của Ngụy mổ. Không cần đâu, ta làm như vậy không phải là vì ông. Ngụy thư diệp không phải là người gian xảo tham lam, để huynh ấy trả giá cho hành vi của ông thật không xứng đáng. Thư diệp, con hãy mau chóng theo Vũ Văn tướng quân vào cung diện thánh, đem tội trạng của ta tố giác toàn bộ một lần. Hài nhi được thúc phụ nuôi nấng từ nhỏ, bây giờ thúc phụ có nạn, hài nhi nguyện cùng thúc phụ xuống hoàng tuyền. Ngụy gia không thể tuyệt hậu, đây là cách duy nhất. Con nhẫn tâm nhìn gia tộc họ Ngụy bị xử trảm hết hay sao vậy? Diệp nhi, thúc phụ xin con đó. Thúc phụ, chỉ riêng chuyện tự ý tăng thuế Yến Bắc một mình khanh đã có thể tham mô tới 100 vạn lượng kim. Khoản tiền này là khẩu phần nửa năm của ba tánh Yến Bắc. Khanh giải thích cho trẫm nghe nào. Tội của Ngụy Quang đáng băm dầm thành 100 mảnh. Khanh còn dám lấy báu vật Trấn Lăng Bạch Ngọc Đỉnh của tiền đế giấu trong tổ phần của mình. Chẳng lẽ khanh dòm ngó thiên hạ, trẫm giết cửu tộc của ngươi cũng không đáng tiếc? Hoàng thượng, có thể tìm lại được Ngọc Đỉnh và lấy được sổ sách công lao đó là nhờ Ngụy thư diệp trong ứng ngoài hợp. Mong hoàng thượng minh giám. Ngụy Quang không những tham mô, còn có ý tranh giành Yến Bắc, nhiễu loạn đại Ngụy ta, mưu nghịch bất chính, tội không thể tha, xử trảm ngay. Nhưng Ngụy thư diệp đại nghĩa diệt thân lại lập công mới, sau này Ngụy thư diệp cai quản Ngụy gia, tịch thu một nửa đất đai và kẻ dưới của Ngụy gia để răn đe người khác. Lùi xuống hết đi. Tội thần tạ chủ long ân. Khẩn thỉnh nương nương tha thứ. Ngươi cũng là phụng hoàng mệnh, bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa huynh trưởng ta thực sự tự mình chuốc lấy. Ngươi bảo vệ được Diệp Nhi, khiến Ngụy gia không bị diệt môn,
sao có thể nói hai chữ tha thứ. Đứng lên đi. Tạ ơn nương nương. Bây giờ nhà mẹ của ta nguyên khí suy giảm, Diệp Nhi, Tôn Nhi và Thuần Nhi giống nhau, đều là tính tình đơn thuần, không hiểu chuyện đời. Sau này còn phải phiền ngươi chỉ điểm thêm, quan tâm nhiều hơn. Thần sẽ làm hết sức mình. Công chúa giá đáo. Biểu ca. Công chúa, mau đứng lên đi. Mẫu phi muội kêu muội qua thăm huynh. Thúc phụ hồ đồ, phạm phải tội lỗi tay trời, rơi vào kết cục như vậy. May là không liên lụy đến công chúa và cô mẫu. Đã là lúc nào rồi, đừng nói như vậy. Hôm nay là ngày hành hình, nghe nói huynh bị cấm không được ra ngoài, huynh cũng đừng quá đau buồn. Phía nhà lao, hoàng huynh muội đã phái người qua đó thu xếp rồi. Cửu phụ có lẽ sẽ ra đi không quá đau khổ. Tạ ơn công chúa. Sao lại tạ ơn muội? Quỳnh anh vui mừng vì phụ hoàng muội không những không trách tội huynh, mà sau này cả Ngụy gia đều giao cho huynh quản lý. Quỳnh phải học cách thông minh lên một chút, đừng làm ra những chuyện khờ dại nữa. Được. Giờ ngọ đã đến rồi. Lúc này Ngụy Quang có lẽ đã chết rồi. Chết quá dễ dàng, dễ cho hắn quá. Với ngày này rất muốn uống một chút rượu. Trong bếp có rượu, ta đi lấy cho huynh. Ta nói vậy thôi. Quanh ca gì? Sắc giết trị thế dùng văn, dẹp loạn dùng võ, tướng soái quân ngũ là lá chắn của đất nước, là đế trụ của triều đình. Vì vậy, trẫm đề bạc nhân tài, chỉ cần tài cán, bất kể xuất thân, dân nữ sở kiều, văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, trung thành với chủ, hành sự vì vua, noi theo Mộc Lan là tấm gương sáng, đặc phong làm kiêu kỵ doanh, tiễn thuật giáo đầu, mong manh da ngựa bọc thay, chí công vô tư, không phụ kỳ vọng của trẫm. Khâm thử. Chuyện đến thật là đúng lúc. Kiêu kỵ doanh hiện giờ là Tương Dương chủ sự, còn có Vũ Văn Nguyệt. Kiêu kỵ doanh là trọng binh của Trường An, đa số đều là con cháu thế gia của Trường An. Phe phái nội bộ tranh đấu kịch liệt, trước giờ đều là hoàng tử có thân phận tôn quý nắm quyền. Tương Dương xuất thân cao quý, lại có quân công trong tay, vì vậy có thể áp chế binh tướng kiêu căng dưới trướng. Chỉ là quân đội là thiên hạ của nam nhân, muội là thân nữ nhi, lại đi thống lĩnh một đám nam nhân vốn đã làm khó cho muội. Hiện giờ ta là cái gai trong mắt, dằm trong thịt của vua Ngụy, muốn nhân cơ hội này để chèn ép ta. Có rất nhiều kẻ muốn lấy lòng vua Ngụy. Lần này muội đi, ta thật sự thấy không yên tâm. Không yên tâm cũng đành chịu thôi, chúng ta không thể kháng chỉ mà, phải không? Hơn nữa huynh không nói, ta cũng đã quên mình là phận nữ nhi. Huynh không tin vào bản lãnh của ta sao? Huynh yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Nếu như có chuyện gì, phải nói ngay cho ta biết. Chúng ta đã không còn như 3 năm trước kia. Nếu như ngay cả muội ta cũng không bảo vệ được, thì 3 năm ta nhẫn nhục chịu đựng cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Một kiêu kỵ doanh nhỏ bé thôi mà, đúng lúc chúng ta có thể đi mở mang tầm mắt. Chắc
Điện hạ, giáo đầu Tiễn Thuật mới đã tới rồi. Một giáo đầu nho nhỏ cũng phải đến nói với ta sao? Đưa hắn vào doanh trại là được rồi. Là giáo đầu Tiễn Thuật do hoàng thượng tuyên chỉ ngự phong, là nữ nhân đó. Đưa cô ta vào đây. Dạ. Điện hạ, Sở giáo đầu đến. Mặt tướng Sở Kiều tham kiến Tương Dương điện hạ. Đứng lên đi. Dạ. Ngươi chính là Sở Kiều à? Dạ. Đối với ngươi, ta đã nghe danh qua từ lâu. Hôm đó gặp nhau trên yến tiệc, quả thật thân thủ bất phàm, quần thoa không kém đấng mày râu. Hôm đó nhiều người quá, không có cơ hội nói chuyện với ngươi. Không ngờ hôm nay là có cơ hội, chúng ta có thể dốc sức cùng một doanh trại. Điện hạ quá khen, Sở Kiều không dám. Ta nghe nói trước đây Yến Bắc làm phản, cả nhà Yến Thế Tử phải chịu tội. Là ngươi luôn ở bên cạnh của hắn, bảo vệ hắn, chăm sóc cho hắn. Đều là người không có nhà để về, chẳng qua chỉ là sưởi ấm cho nhau thôi. Thế Tử có thân phận cao quý, không chê Sở Kiều thấp hèn, đó là vinh hạnh của Sở Kiều. Hay cho một nữ tử trung liệt, chẳng trách sao phụ hoàng lại phái người tới doanh trại của ta. Đại ngụy ta tuy không bằng Nam triều, có tiền lệ nữ nhân vào triều làm quan, nhưng nữ tử làm tướng trong quân doanh vẫn là lần đầu. Hoàng thượng hậu ái, Sở Kiều rất biết ơn. Kiếm trong tay của ngươi là Tàn Hồng kiếm đúng không? Phải. Điện hạ, trong doanh trại của ta có một đội quân, đúng lúc đang cần một giáo đầu Tiễn Thuật. Đi đi, làm cho tốt. Gặp phải khó khăn gì cứ tới tìm ta. Dẫn Sở giáo đầu đi đi. Dạ. Đa tạ điện hạ. Người đâu? Có. Kêu Vũ Văn Nguyệt tướng quân tới đây. Dạ. Tiết Trí Lãnh, ngươi cho rằng ngươi dày dò ta như vậy, ta nhất định xin ngươi tha sao? Có bản lĩnh thì giết ta đi. Hà Tiêu, muốn chết hả? Tao cho ngươi tỏi nguyện. Thống lĩnh đại nhân, phó thống lĩnh cũng là nhất thời tức giận mới nói năng không lựa lời. Ngài đại nhân đại lượng, xin ngài tha cho ngài ấy đi. Tiết thống lĩnh, hạ thống lĩnh tội không đáng chết, xin ngài tha thứ cho ngài. Các ngươi đang làm gì? Mau đứng lên hết đi. Xếp hàng nghe lệnh. Hạ Tiêu làm dao động lòng quân, mê hoặc tạo phản, với tội lâm trận bỏ trốn, xử án tử hình. Lập tức chấp hành. Khoan đã. Người lại cả gan cản trở quân đội hành hình. Ta là giáo đầu Tiễn Thuật Kiêu Kỵ Doanh do hoàng thượng đích thân sắc phong Sở Kiều, phụng mệnh Tương Dương Dương tới quân đội trình diện. Nếu đến để trình diện, hà tất phải lo chuyện bao đồng? Ngươi có biết hắn phạm phải tội gì mà dám cản trở hành hình? Sở Kiều không dám. Sở Kiều chỉ là mới tới đại doanh này, thấy binh sĩ ở đây đều cầu xin cho hắn, không biết người này phạm phải tội gì. Hắn thân là tướng quân đại ngụy mà tối ngày lải nhải đòi về nhà, đây không phải nhiễu loạn lòng quân, lay động lòng quân hay sao? Tiết thống lĩnh,
ngài muốn dồn ta vào chỗ chết, cần gì phải kiếm cớ một đao giết ta là xong. Tiết thống lĩnh, nói hắn nhiễu loạn lòng quân, tốt nhất đừng kết luận quá sớm, dù sao cũng phải báo với cấp trên một tiếng. Ta thanh lý môn hộ của mình, không cần phiền đến tướng quân chứ. Binh sĩ ngài muốn giết không phải binh sĩ bình thường, mà là phó tướng của Kiêu Kỵ Doanh, tướng lĩnh của Tú Lệ Quân. Mà Tú Lệ Quân là trọng binh trấn thủ Trường An, không biết kể từ lúc nào đã trở thành phủ binh của Tiết thống lĩnh vậy. Ngươi tốt nhất nên bẩm báo Tương Dương Điện Hạ và Vũ Văn tướng quân trước đã. Sở giáo đầu, hôm nay cô muốn ra mặt cho hắn hay sao? À, không dám. Chỉ là Sở Kiều vừa mới nhậm chức thì đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự không được may mắn cho lắm. Nếu như Tiết thống lĩnh kiên quyết muốn chấp hành, vậy Sở Kiều chỉ có thể rời đi, đi bẩm báo Tương Dương Điện Hạ để ngài ấy tới chủ trì công đạo. Được, hôm nay ta nể mặt cô. Đa tạ Tiết thống lĩnh. Đi. Nghe tìm ta. Từ lúc nào ngươi bắt đầu quản việc phân bổ người trong doanh trại vậy? Ta là phó soái trong doanh trại, điều động binh lính, sắp xếp phân bổ là chuyện trong bổn phận của ta. Chuyện trong bổn sự à? Có trách nhiệm như vậy, sao trước đây ta không phát hiện ra chứ? Nếu không có việc gì thì ta đi đây. Quay lại, có việc cần nói. Ngươi không phải thật sự thích ả chứ? Nè, thật sự là có chuyện thương lượng mà. Quay lại đây. Điện hạ giận rồi sao? Ta có nhỏ mọn như vậy không? Vũ Văn phó soái sao lại thích Sở giáo đầu đến như vậy? Xưa nay nữ tử và quân doanh đều không thể sống yên ổn, chịu ức hiếp, chịu lăng nhục, đó là chuyện thường tình. Ngươi nhìn Kiêu Kỵ Doanh của chúng ta đi, có ai không phải xuất thân môn phiệt quý tộc không? Ả tiểu nữ vừa thoát khỏi nô tịch phải xoay sở thế nào đây? Quan sát khắp doanh trại cũng chỉ có Tú Lệ Quân là đến từ Yên Bắc, khắp nơi chịu đả kích bài xích lại cảm thấy áy náy với Yến Tuân mới chịu sự chỉ huy của ả mà thôi. Vũ Văn Nguyệt sắp xếp ả vào Tú Lệ Quân, không phải quan tâm ả thì còn là gì? Đúng, điện hạ nói có lý. Ta sợ tới cuối cùng chỉ uổng phí tâm tư mà thôi. Thống lĩnh, nữ nhân kia chính là tiểu nha đầu ở bên cạnh thế tử trên cửu u đài năm xưa, còn phải giả không? Giả được hay sao đấy? Mấy năm nay cô ta luôn bầu bạn với thế tử ở quanh ca tiểu diện. Không lâu trước đây ở khu săn bắn, gian danh cuộc thi tỷ thí với lại Trác Mãn quân chúa, hoàng thượng hạ chỉ phong cô ta làm tiễn thuật giáo đầu vào doanh trại nhậm chức. Cô ta là nữ tướng đầu tiên khi đại ngụy khai quốc đến nay đó, đã gian danh thiên hạ từ lâu rồi. Vậy thì cô ta nhất định có thể nói chuyện được với thế tử. Nếu như cô ta có thể giúp cho chúng ta giải thích vài câu. Quỳnh đừng có nằm mơ nữa. Sao lại là nằm mơ chứ? Vừa rồi cô ta dốc sức giúp chúng ta như vậy, có thể thấy không có địch ý gì đối với chúng ta. Hôm nay cô ta mới vào doanh trại, giờ chót nhận phân công đến quân đội chúng ta, tám phần ngay cả chúng ta là ai cũng không biết. Ô danh trên người của chúng ta đúng là khó mà giải bày mà. Quỳnh còn trông mong cô ta giúp chúng ta hả? Chờ xem đi, sau khi cô ta biết, ngày tháng sau này của chúng ta sẽ khó khăn hơn đó. 3 năm cũng không có về nhà, gia thư đã viết mấy trăm bức, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Không biết là cha mẹ của ta như thế nào. Nương tử mà ta mới rước về nhà, lúc ta đi nói là đã có mang với ta, cũng không biết là trai hay gái. Ê, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Sợ vô đâu? Tìm ta sao? Hạ Tiêu, huynh không sao chứ? Ta không sao, sợ giáo đầu. Đây là thuốc trị thương thượng hạng, cầm đi. Đa tạ sợ giáo đầu. Đúng rồi,
Làm sao cô biết ta vậy? Thành Trường An chỉ có mấy người Yến Bắc đó, sao ta có thể không biết cho được? Ta không những biết Hạ Tiêu Huynh, Cát Kỳ, Ô Đan Du xuất thân từ Tú Lệ Quân Yến Bắc, là thuộc hạ của bộ tướng Lưu Tử Nghiệp năm xưa. Ừ. Dưỡng thương cho tốt đi. Đa tạ Sở giáo đầu. Đã khuyên như vậy vẫn chưa ngủ sao? Sở giáo đầu, không ngủ được. Ta cũng không ngủ được. Vừa rồi có phải ta đã làm phiền huynh không? Không có. Ta có quen với một người bạn, huynh ấy cũng rất hay thổi kèn tất lật. Ai vậy? Yến Thế Tử. Người Yến Bắc các huynh có phải đều thích thổi kèn này không? Kèn tất lật là nhạc khí trong quân ngũ. Kèn tất lật của ta là phụ thân ta dạy. Kèn tất lật của Yến Thế Tử chắc là Hồ Gia dạy thì phải. Nhà của huynh ở Yến Bắc chắc cũng đã 3 năm không trở về rồi. 2 năm 8 tháng 21 ngày. Ê là bây giờ muốn trở về cũng không biết nên về đâu. Từ khi chuyện đó xảy ra, huynh trưởng của ta xóa ta khỏi tông phủ. Nương tử của ta thân đang mang thai, muốn trốn khỏi Yên Bắc đến cậy nhờ ta, nhưng trên đường đã bị mã phỉ cướp đi. Đối phương nghe nói là nương tử của ta, liền nhẫn tâm giết hại. Không ngờ là vì sự việc này, hắn còn trở thành hiệp đạo hành hiệp trượng nghĩa. Sau đó triều đình triệu hắn ta về, nghe nói bây giờ còn làm quan nữa. Người đó là ai? Ngay cả thai phụ cũng giết. Sau này nếu như có cơ hội, ta sẽ giúp huynh báo thù. Nhưng ta là phản đồ. Huynh cảm thấy phản đồ nhục nhã sao? Không thể tha thứ. Vì sao huynh không chết đi? Huynh trưởng huynh đã biết tông môn đáng hổ thẹn. Thuộc hạ của huynh năm xưa Lưu Tử Nghiệp đã sớm đập đầu chết ở trên Tú Lệ Sơn. Còn huynh thì sao? Tại sao huynh vẫn còn sống? Cô tưởng ta không muốn sao? Nhưng nếu như ta chết đi, Tú Lệ Quân phải làm sao? Họ trung thành đi theo ta, đối đãi chân thành, bây giờ bỗng nhiên phải gánh trên vai danh xưng phản đồ. Nếu ta chết đi, ai sẽ bảo vệ cho họ? Với ta mà nói, họ không những là thuộc hạ của ta, bây giờ còn là người nhà của ta. Ta có trách nhiệm đưa họ trở về Yến Bắc. Cho dù không thể quay về, ta cũng cho họ một cuộc sống tốt hơn. Khó khăn cỡ nào, ta cũng phải gánh vác. Thân là một phản đồ, có phải huynh suy nghĩ quá nhiều rồi không? Cô tin ta chứ? Nếu cô tin tưởng ta, có phải có nghĩa là Thế Tử Điện Hạ cũng sẽ tin tưởng ta không? Huynh ấy, thân huynh ấy đang ở trong hang cọp, nhà tan cửa nát, có vô số đôi mắt dõi theo huynh ấy. Thời hạn 3 năm sắp hết, bản thân huynh ấy cũng không biết mình có thể sống bao lâu nữa. Huynh ấy tin tưởng huynh hay không quan trọng không? Chuyện năm đó không phải tội lỗi của một người. Triệu Đông Đình dùng lệnh hoàng đế gạt mở cổng thành, về lý có thể bỏ qua cho các huynh. Nhưng sau khi phương Bắc bị tàn sát, Hắc Ưng quân Yến Bắc phát động tấn công mang tính tự sát, toàn quân bị tiêu diệt. Hồng Xuyên quân Yến Bắc cũng đã tắm máu phản kháng, chiến đấu tới người cuối cùng. Còn các huynh thì sao? Trước là tội vô chức trách, khiến cả Yến Bắc chôn chung vì sự ngu xuẩn của các huynh. Sau đó lại từ bỏ kháng cự, rời khỏi Yến Bắc tới Trường An. Các huynh tham sống sợ chết nhiều năm nay,
cho dù năm đó không phải tự nguyện trở thành kẻ phản bội. Nhưng ba năm này cũng đã trôi qua, các huynh đã ngồi chắc trên tội danh phản bội rồi. Ta đồng cảm với cảnh ngộ của huynh, nhưng ta không tán đồng hành vi của huynh. Nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật, cũng phải có mục tiêu. Nếu không sẽ hoàn toàn biến thành qua được thì qua, tham sống sợ chết. Mục tiêu của các huynh là gì? Ta không nhìn thấy. Làm người vẫn phải ôm hy vọng và kiên trì. Nếu không có gì khác với một cái xác không hồn đâu chứ. Ngày tháng còn dài, con đường tương lai của các huynh ở đâu? Huynh còn thời gian để từ từ suy nghĩ.